Chị Phương 37 tuổi à? Trẻ thế này mà đã soi đại trang đấy á? Em gái của chị Bình tốt nghiệp rồi. À, hôm trước cái chị gái của chị ruột đấy đúng không? Chị ruột có rất nhiều polyp ở cả dạ dày đại tràng. Sợ cái bệnh lý đa polyp tuyến có tính chất gia đình thì nhiều khả năng là các chị cũng sẽ có. Tất cả các thành viên trong gia đình cần đi kiểm tra. Soi đại tràng này nó có những đoạn góc mà nó cũng sẽ đau đấy chị ạ. Thả lỏng người được, hít thở được thì nó sẽ đỡ. Qua hậu môn này là đến trực tràng này. Chị hít thở thả lỏng người ra không giận nhé. Vùng trực tràng, dịch động này cũng trong, cho nên nó cũng tương đối là sạch. Qua đây là trực tràng này rất là đơn giản, qua 1-2 nếp van là hết trực tràng thôi. Hít thở mềm bụng này, mềm bụng ra này, thở ra thả lỏng bụng, mềm bụng ra. Đường đi đang ở vị trí 12 giờ. Hơi áp dây cái nó đến cái vị trí đấy rồi, nó lại xoay ngay sang lên rồi. Ô, chị này vẫn còn ăn cái hạt gì này, hạt này mà hút vào là sẽ tắc ngay, Đường đi ở vị trí khoảng độ 7 giờ 8 giờ đấy, nó xoay liên tục bắt đầu đến Sigma. Sigma sẽ khó khăn nhất ở đây chị ạ, bởi vì đại tràng đoạn này nó di động, rất là di động. Mỗi người có một cái giải phẫu khác nhau ở Sigma, cái mạc treo nó khác nhau thành ra khó khăn nhất của mình. Đường đi đây, vị trí 6 giờ đây. Qua cái xoay dây ngược chiều, theo chiều kim đồng hồ. Theo chiều kim đồng hồ xem nó qua được không. Nếu qua được mà không tạo cuộn đống được thì sẽ đỡ đau nhất. Có vẻ qua được. Xoay theo chiều kim đồng hồ. Đang ở vị trí 5 giờ, 6 giờ. Đấy, qua rồi, qua cái đường đi. Nó đang co thắt, nó đang lưu động. Chưa nhìn thấy đường, chúng ta lại rút ra một chút để xem. Đây, đường đi đây. Hôm trước dặn là không ăn những cái hoa quả có hạt để nó sạch sẽ cái đại tràng. Hơi khó chịu đoạn này nhé, đoạn này nó sẽ hơi khó chịu đây, lại cứ hít thở đây. Nó rất là di động đoạn này, cho nên chưa vào được. Chị gái chị này 39 tuổi mà đã có là trong đại tràng nó quá nhiều polyp đến mức độ mà cắt không xuể, cho nên chỉ cắt những cái polyp to thôi. Và chị thì hiện tại thì chưa thấy có. Rất là mừng, đường đi vị trí 6 giờ. Chứ chưa qua Sigma. Đây rồi. Ôi. Rồi. Qua rồi. Rồi, đến đại tràng trái đi rồi. Qua cái đoạn đấy là cái đoạn vất vả nhất rồi. À, đi nửa đường rồi. Qua được hết Sigma là đi nửa đường chị ạ. Đây đại tràng trái. Cái dây này nó hơi khó chịu một tí nhá chị nhá. Cứ thả lỏng người ra thôi, xoa tốt lắm. Đường đi. Giữa màn hình này hút hết cái dịch tự động. Qua đây là sẽ vào. Đây có vẻ như góc trái, qua đây vào đại tràng ngang. Trên nội soi thì cái ranh giới giữa góc trái, giữa đại tràng ngà Sigma, đại tràng trái và đại tràng ngang khá là rõ. Hiếm khi nó rõ ràng. Hiện tại chưa tập có clip nào cả chị ạ. Xuất bớt cái dây kia. Cái dây nó hơi đau một chút này. Cái dây này xem hết cột ống chưa. Giữa đừng nằm ngửa người, nằm nghiêng đi, nằm nghiêng này, không được nằm ngửa người. Hơi khó chịu một chút ở đây, hít thở đây. Hít thở, thả lỏng người được. Không ngửa người, nằm nghiêng nào. Đây là trong đại tràng ngang. Ôi, tím này có vẻ góc can đây, xem này. Đây là đang đại tràng ngang, rút dây xoay dây ngược chiều kim hồ. Nó hơi đau đúng không ạ? Vâng. Và này hít thở không dặn nhé, hít sâu vào không thở ra. Nó có vẻ nữa là xong cái đại tràng chị ạ. Chỉ có một tí nhé. Hút hơi nó ngắn mất dòng đại tràng và đưa rất là chậm. Đoạn này nó sẽ có khó chịu đấy, đưa dây đoạn này nó có đau đấy chị ạ, chịu khó nhá. Nốt góc này nữa là xong. Góc can này. Để đưa vào vị trí chỗ nằm 4 giờ 5 giờ đây. Xoay dây theo chiều kim hồ mà móc được vào đây, móc được vào đại tràng phải đây rồi, đây là cọc rồi. Cọc rồi, manh tràng đây rồi. Rồi, chị soi giỏi lắm, lần đầu soi rất là tốt. 5 người nhé chị, 5 người xong rồi. Xoay hết đại tràng mà chỗ này là có 68 70 cm. 5 người. Ok. 5 người thì nó các vị trí giải phẫu mình sẽ dễ dàng nhận biết được. Có hai chân này này. Làm người nào em người. Đây là gốc ruột thừa nơi tận cùng của ba giải cơ dọc ở đại tràng. Ngả hai gối lên sang hai bên. Đây là cái van vô hanh, qua đây sẽ đến ruột non. Chị có thể quan sát trên màn hình được cùng với các bác sĩ. Còn là cái lấm tấm sung huyết kia không đáng ngại. Qua đây để vào ruột non. Vào ruột non. Ruột non này cũng tương đối tốt rồi. Bơm hết. Bơm sạch cái này. Ruột non nhưng mà cái này cũng rất là tốt, tuyệt vời. Hai chị em khác nhau một trời một vực thật. Cô chị thì rất là nhiều clip, cô em như hiện tại thì chưa thấy. Chị quan sát được trên này nhé. Cùng các bác sĩ có tổn thương thì bác sĩ sẽ chỉ cho. Chụp ảnh manh tràng lấy được cả gốc ruột thừa, lấy được cả van mô hanh này tốt. Có hết cái dịch này. Bây giờ rút máy nó sẽ không đau. Chị soi rất là giỏi đấy. Hôm nay soi này có thấy đau nhiều lắm không? Đấy. Không đến mức độ kinh khủng, không đến mức độ sợ hãi. Đấy. Chẳng phải tốt cho đấy cái chưa cái tổn thương nào. Cô chị thì đâu cũng thấy polyp, đại tràng phải, đại tràng trái chỗ nào cũng thấy polyp. Hiện tại chưa thấy có cái nào sẽ chỉ luôn cho chị trên màn hình. Đại tràng phải như này cũng đẹp. Chưa đây có tổn thương gì. Vâng, đấy bố chị nhiều khả năng bố chị do đấy tức là những cái polyp nó để lâu quá nó biến đổi thành u, thì người ta phải cắt bỏ cái u rồi người ta làm hậu môn nhân tạo. Và có những trường hợp nó nhiều polyp quá mà nó gây tắc ruột, nó cắt không thể cắt xòe qua nội soi, người ta phải cắt cả một đoạn ruột đi chị ạ. Cắt cả một đoạn ruột đi. Nó nhiều polyp. Của chị hiện tại thì chưa thấy có, không thấy có. Nhưng mà về cũng tốt, chưa thấy có. Soi của chị đi kiểm tra thế đúng hàng năm phải đi soi, bởi vì nhiều polyp thế thì định kỳ phải đi soi cả dạ dày cả đại tràng, cái nào to là còn cắt tránh nó ung thư. Và nguy cơ của chị ung thư về đường tiêu hóa rất là cao. Của chị cũng thế, của chị hiện tại thì cũng chưa có clip thì có thể là mình sẽ chậm hơn. Có, của chị cũng cần nội soi dạ dày chị ạ. Tất nhiên không phải hôm nay, bởi vì soi đại tràng với dạ dày mà soi thường thì mỗi cái nó có khó chịu riêng. Cái đại tràng như thế này nó là những đoạn gập góc mà nó đau, tăng ở đại tràng ngang. Cái dạ dày thì nó lại buồn nôn. Chị có thể để soi vào hôm khác cho nó đỡ vất vả. Nhưng mà thì tốt, chưa thấy tổn thương gì cả. Đại tràng ngang. Hạt này tránh không hút được nó. Hạt này bắt đầu đến đại tràng trái đây. Đại tràng trái nó động dịch. 5 ngửa thì dịch có động ở đại tràng phải, đại tràng trái và trực tràng. Hút vào cái này là dễ tắc máy. Hút hết cái dịch này. Mừng quá bởi vì Nhà chị là có bố chị này, có nhiều polyp này, rồi đến mức độ là cả ung thư đại tràng, cắt đoạn đại tràng làm hormone nhân tạo rồi này. À, còn ai nữa không nhỉ? Ví dụ như là các anh, các chú, các bác ấy, lại cả bác cũng mất rồi. Thế còn thế hệ các con cái thứ thì là có chị gái của chị đã bị, còn ai không? Còn em trọ thì là 91 thì hôm rồi em bảo đi nó. À, em chưa đi soi đúng không? Thế ở nhà chị là ít nhất là bố chị này, bố có bị này, bác bị này, còn ai nữa? Bởi vì nó nhiều polyp. Vâng. Polyp mà mình phát hiện sớm, mà mình cắt sớm được những cái to mình để đó cho nó hạn chế cái nguy cơ biến đổi thành ung thư. Đây ngoài đại tràng Sigma đây, ngoài Sigma này thì không có lõi dịch nữa. Nhưng mà cái hồng hào rất là tốt, rất là mừng đấy, đặc biệt là đấy không có một cái polyp nào, chưa thấy cái polyp nào cả, quá mừng luôn. Của chị gái của chị thì đấy, chị hôm trước cũng chứng kiến cùng ấy. Chỗ nào cũng có, chỗ nào cũng có. Gây mê là cái tốt đấy, nó không có đau đớn gì cả, không có hại gì đâu. Mọi người vẫn cứ ngại, vẫn sợ vào cái chuyện là gây mê sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi sẽ gây hại, rồi sẽ lại không tỉnh, cái thứ lâu tỉnh thế này kia, không phải đâu chị ạ. Đấy là cái quan niệm không đúng đâu. Đấy, còn tất nhiên là không phải ai nội soi đại tràng cũng đau, đa số mọi người nó đau vừa phải đâu chị ạ. Giống như chị, nó chỉ đau một chút những cái đoạn gập góc thôi. Thế còn có một số ít trường hợp mà đại tràng là xoắn do những các bác nó có những yếu tố nội soi khó như là béo quá hoặc là gầy quá hoặc là đã phẫu thuật mổ rồi thì nó dính ruột hoặc là các cái khoa ruột nó dính lại thì nó sẽ soi nó sẽ khó, sẽ đau, thì những trường hợp đấy sẽ rất cần gây mê. Còn ngược lại cái thì đa số mọi người đau vừa phải. Thế còn ngược lại có điều kiện mình soi gây mê đấy là một cái tốt đó, chứ không phải là có hại đâu. Ở nước ngoài người ta soi gây mê là thường quy ấy, tức là soi dạ dày, soi đại tràng là thường quy là gây mê chứ không có khó chịu gì cả. Chứ ở đây nhiều bác vẫn hốt lắm, nhiều bác cũng bị ám ảnh, tức là soi nó khó chịu quá, lần sau ám ảnh là không dám đi kiểm tra nữa. Cái đấy lại là cái không tốt, bởi vì nếu mình sợ nó quá không đi tầm soát. Cái phương pháp nội soi này nó là cái phương pháp mà phát hiện tốt nhất các cái bệnh lý ung thư, u cục ở giai đoạn rất là sớm. Đấy. Và phát hiện, không những phát hiện người ta còn can thiệp được cơ. Ví dụ như là phát hiện có polyp là cắt luôn. Đây là ra đến gần đến trực tràng có động dịch, ngoài trực tràng đây là rất là mừng, không có, chưa thấy tổn thương gì cả. Đây có vẻ là cái tăng sản đấy, tăng sản này không đáng ngại, bởi vì trong cái bệnh cảnh đa polyp tuyến tính chất gia đình nhưng mà chị không có là mừng quá. Xong rồi, tuyệt vời.